Rồi để tiếp nối thì mình review luôn cái củ Yurin 66W ha, nó áp dụng công nghệ PPS và BD 3.0. Đây là cái hộp thực tế của nó nè, khá là chắc chắn, hộp khá là đẹp ha. Theo mình thì cái mã hàng đây các bạn. Mã hàng nó là CD216 ha. Đây là thông số kỹ thuật của mỗi cổng nè, 66W một cổng ha. Ok. Đó. Nó có hai phiên bản là phiên bản phích gập như vậy và phiên bản phích tròn cố định, hai chân tròn cố định á. Chuẩn này là chuẩn US nè, và chuẩn CN là China đó. Còn chuẩn EU là hai chân tròn cố định các bạn ha. Thì theo mình thì cái vẻ ngoài của nó cũng khá là hay, nó bo tròn xuống và ở đây giống như là những cái vân mà gạch xéo gạch lên gạch chéo á. Độ hoàn thiện theo mình thì với một cái củ sạc 66W với thông số kỹ thuật như cái CD216 này thì nó khá là đáng để chúng ta trải nghiệm. Đây là thông số kỹ thuật, mình sẽ quay để nguyên ha, nó là 100 đến 240V, 50-60Hz, 1.8A. Ok, thì chúng ta cũng sẽ có một cái củ sạc không có tích hợp đèn LED giống như cái củ Anker A2666 vừa review ha. Chúng ta cắm vào thôi. Nếu mà bị gần bạn thấy ha. Ok, để test công nghệ sạc nhanh của nó mình cũng dùng cái máy đo để mình xem coi nó. Đây mình dùng C1 trước ha. Quên nữa các bạn. Ở trên đây nó ký hiệu chúng ta sẵn C1, C2 rồi thì chúng ta sẽ không có cần phải đoán ha. Cái C1 sẽ là có cổng có công suất cao hơn khi sạc hai thiết bị cùng lúc. Còn khi sạc một thiết bị cùng lúc thì chúng ta sẽ không quan tâm là C1, C2 ha, tại vì nó bằng công suất nhau. Còn khi mà sạc hai thiết bị thì nên ưu tiên cái công suất lớn ở cổng C1 ha. Chúng ta có nếu BD 3.0 thì chúng ta có dòng cao nhất của nó là 20V 3.3A. Còn BPS thì chúng ta có 3.3 đến 21V là cũng là 3A luôn ha. BPS nè. Đó là chúng ta đang thử công nghệ sạc nhanh ở C1 thì giờ C2 nó có giống vậy không ha. Ok, C2 cũng vậy luôn. Bây giờ chúng ta test một cổng ở C2 trước ha. BPS nè, cũng là 20V 3A và 3.3V 3.3 đến 21V 3A 3A ở chuẩn BPS. Đây chúng ta đang test cái C2 các bạn ha. Maximum của nó là 66W. Jack ASAP Plus 2. Nó lên được 64. Đó là chúng ta đang dùng C2. Chúng ta qua C1. Với những cái thiết bị mà hai cổng như vậy thì chúng ta vừa sạc được một cái MacBook, vừa sạc được một cái iPhone, hoặc vừa sạc được cái laptop HP nào cỡ 65W trở xuống á, với một cái điện thoại Android hoặc là một cái iPhone 12 này ha. Một cái iPhone 12 này và một cái Samsung vừa đủ công suất hết luôn ha. Samsung Note 20 Ultra 5G nhưng cái iPhone 12 vừa đủ 65W. Ông C1 lên được 65. Ok, đó là cái C1 ha. Bây giờ mình cũng thử giống như hồi nãy, mình sẽ thử như cái củ Anker A2666 á. Mình sẽ thử cắm cái cọng cáp vô xem thằng này nó tự hạ dòng hay không ha. Mình sẽ không sạc cái iPhone trước mà mình sẽ cắm cái cáp vô trước. Đây mình sẽ cắm cái cáp vô trước coi thằng này, các bạn lưu ý cái này giùm mình nha. Rồi nó giảm dòng xuống không. Rồi nó tắt điện hay nó giảm rồi đó nha. Nó chia điện lại bạn thấy không. Chưa sạc nha, chưa sạc iPhone nha. Rồi y như cũ A2666. Khi cắm vào chưa sạc nó đã tự hạ xuống 45 rồi. Thì theo hãng công bố á thì cái này cái cổng C2 khi sạc hai thiết bị cùng lúc nó vẫn đảm bảo 20W đủ cho iPhone 12 series. Thì
Thì bây giờ mình sẽ test như vậy ha, mình để gì bạn dễ xem. Đang sạc rồi ha, 19. Ok, chúng ta cũng có cái công suất sạc giống như là củ A2666 của Anker. Chúng ta có 4520 maximum là 65W. Tuy nhiên là hai thằng nó stupid như nhau, nghĩa là chưa cắm cái cáp để sạc là nó hiểu hai thiết bị cùng lúc rồi. Thì như mình nói với những cái thiết bị như vậy, củ sạc như vậy rất rất là hay, chúng ta mua thì chúng ta sẽ sạc nhanh maximum được cho hai cái cổng của nó ở công suất tối ưu. Nghĩa là cái giống cổng C2 vẫn đảm bảo là 20W để sạc nhanh cho iPhone 12 series. Còn cái cổng C1 chúng ta có thể sạc maximum 45W cho MacBook Pro 13 inch hoặc Samsung Note 10 cộng hoặc Samsung Note 20 Ultra 5G ha. S21 cộng, S21 Ultra, giờ mình líu lưỡi luôn. Do Samsung nó ra nhiều thiết bị mà đặt tên cũng giống giống nhau á. Ok, đó là chúng ta đã test xong qua cái củ sạc Urin CD216 ha. Khi sạc hai thiết bị cùng một lúc sẽ có một cổng C1 45 và cổng C2 20. Được, bây giờ lên 20-45 đủ các bạn ha, đủ công suất 65W, rất là thông minh. Những cái củ mà có BBS như là củ Urin CD216 và củ Anker A2626 á, thì nó có nhiều công nghệ sạc nhanh. Chúng ta mua thì chúng ta sẽ sạc được nhiều cái thiết bị mình hơn ha. Giả sử như ai vừa xài Samsung Note 20 Ultra 5G và vừa xài iPhone 12 thì hai củ sạc này là một sự lựa chọn phù hợp cho những cái bạn xài nhiều thiết bị của nhiều hãng khác nhau, áp dụng nhiều công nghệ khác nhau. Thì hai củ này là một sự lựa chọn thông minh. Và về mặt hoàn thiện mình nói rồi ha, cái củ này mình đánh giá cao hơn, đẹp hơn, thương hiệu hơn và chất hơn. 65W tối đa công suất 65 luôn. Anh này 66 nhưng mà sạc hai cổng có 65 thôi. Lưu ý giúp mình là khi chúng ta sạc để lên công suất dòng 5A thì hãy dùng cái cáp C2C 5A 20V 100W á. Nếu chúng ta dùng cáp C2C thường BD60 thì nó sẽ theo cái công suất sạc của cáp mà nó không lên được 65W hoặc không lên được cái dòng siêu nhanh cho Samsung đâu nha. Lưu ý vào đó giúp mình.